Chào mừng bạn đến với công ty nấu ăn và đây là 4 ý tưởng ngon lành cho món khoai tây quen thuộc. Kiểu 1, món khoai kiểu công thức Dutch potato. Chúng ta bắt đầu với một củ khoai tây lớn, sau đó gọt vỏ hoàn toàn và cắt thành những miếng đều nhau. Sau khi khoai thái mỏng, luộc các lát khoai trong 15 phút. Khi chúng đã chín, cho chúng vào tô và nghiền kỹ. Thêm muối, tiêu và 100ml kem. Trộn đều. Sau đó cho ớt đỏ cùng với hành lá sắt nhỏ vào, trộn đều. Múc hỗn hợp vào túi bắt kem, loại thường dùng để trang trí bánh, và bắt những hình xoắn ốc trên khay lót giấy nướng. Nướng chúng ở 200 độ C trong 15 phút, và rồi món khoai tây công tước trông lạ mắt của bạn đã sẵn sàng để phục vụ. Rất đẹp phải không nào? Kiểu 2, khoai tây gratin. Lại lấy một củ khoai tây to, gọt vỏ, rồi nạo hoặc xách thành từng lát mỏng. Nhớ cẩn thận ngón tay của bạn nha. Giờ thì lấy một lòng đỏ trứng gà, thêm muối, tiêu và 200ml kem vào tô rồi đánh đều. Cho vào khay nướng một ít bơ đun chảy, thêm tỏi băm vào đó và thoa hỗn hợp này lên khay nướng. Đảm bảo phủ kín toàn bộ đế khay. Thêm khoai tây đã cắt lát vào đó. Và khi khay đã đầy, thì cẩn thận phủ hỗn hợp kem lên trên. Đảm bảo phủ hết khoai tây. Rồi phủ lên toàn bộ mọi thứ một phần format bào yêu thích của bạn. Rồi nướng trong 40 phút ở 180 độ C. Nhìn những bong bóng phô mát kìa. Sau khi đã sẵn sàng, trang trí với hành lá. Và món khoai tây gratin của bạn đã sẵn sàng để phục vụ. Một món thiết đãi tuyệt vời cho chính bạn và những người bạn yêu quý. Kiểu 3, khoai tây phông đăng. Lấy một củ khoai tây lớn, gọt vỏ và cắt thành 4 miếng. Rồi bây giờ lấy những miếng khoai này, đặt chúng lên thớt phẳng và tỉa bỏ các cạnh cong như vậy. Biến chúng thành các hình tròn nhỏ hơn như thế này. Đun nóng chảo. Sau đó cho bơ đã đun chảy vào. Khi bơ nóng thì thêm tỏi băm nhỏ để tăng thêm hương vị. Sau đó thêm khoai tây tròn của bạn vào chảo. Đảm bảo tất cả vào vừa vặn nha. Thêm cỏ xạ hương tươi để có mùi thơm và chiên trong 15 phút. Thỉnh thoảng lật khoai tây trong khi nấu để chúng vàng đều cả hai đầu. Bạn cũng có thể phớt bơ tỏi để khoai không bị khô. Tôi thực sự có thể ngửi thấy mùi thơm lúc này rồi đó. Cho một ít nước dùng gà vào chảo. Đảo đều. Và để nước dùng chín. Giờ hãy lấy một khay nướng. Dàn khoai lên khay. Phủ bơ, rau thơm và nước sốt lên trên. Rồi nướng trong 30 phút ở 200 độ C. Sau khi hoàn tất, món khoai tây phông đăng mềm, thơm ngon của bạn đã sẵn sàng được phục vụ. Một cách thực sự tuyệt vời để chuẩn bị món này. Ngon tuyệt! Cuối cùng, kiểu số 4, khoai tây nướng.
lấy một củ khoai tây tí hon, rửa sạch, rồi cắt đôi. Không cần gọt vỏ. Và đun sôi chúng trong nước muối 10 phút. Rồi đặt sang một bên. Sau đó, trong một chảo mới, lấy dầu ô liu, tỏi băm, lá hương thảo và đảo đều, rồi đun kỹ trên lửa lớn. Đảm bảo rằng bạn tiếp tục đảo đều hỗn hợp. Bây giờ, lọc hỗn hợp dầu bỏ lên khoai tây qua một cái rây, để ngăn không cho mảnh nào rơi vào khoai tây của bạn. Khi dầu đã lọc hết, thêm 1/2 thìa muối, cùng hạt tiêu và một thìa ớt bột. Rồi trộn đều khoai tây với khoai tây. Dùng màng bọc thực phẩm bọc kín bát và xóc khoai tây thật đều. Hãy nhớ giữ chặt màng bọc với tô. Lúc này bạn hãy mở màng bọc ra. Cho khoai vào khay nướng có lót giấy. Rán đều. Và nướng chúng trong 1 giờ ở 200 độ C. Khi hoàn thành, trang trí với rau ngò và dùng nóng. Ngon hoàn hảo. Chào mừng bạn đến với 4 công thức tuyệt vời với trứng từ công ty nấu ăn. Chúng ta bắt đầu nào. Đối với ý tưởng đầu tiên này, bạn sẽ cần một cái túi loại đựng khoai tây. Đặt một quả trứng luộc vào bên trong, bọc lại thật chặt rồi bóp trứng để trứng lọt qua túi. Tiếp tục bóp cho đến khi hết trứng. Và cho các miếng trứng vào tô. Bây giờ chỉ cần thêm khoai tây luộc, một ít sốt mayonnaise, một ít mù tạt và tiêu đen xay để tạo ra một bữa sáng ngon lành. Trộn tất cả mọi thứ với nhau. Và cuối cùng nó sẽ giống như món trứng bát. Thấy không? Lấy cho mình một cái đĩa, dọn lên một phần vừa ăn. Và rắc lên trên một ít hành lá hay hành hoa để tăng thêm hương vị sống động. Rất tuyệt vời! Cách thứ hai bạn có thể thử là đập 4 quả trứng vào tô rồi quậy đều. Kiểu như vậy. Khi đã quậy đều, đặt tô sang một bên và lấy chảo ra. Thêm một chút dầu ăn, để lửa nhỏ và đổ một lớp mỏng để tạo thành một lớp trứng tráng mỏng giống như bánh crepe. Sau khi đã chín, dùng phới dệt cẩn thận lấy trứng ra khỏi chảo. Đặt lên thớt và dùng dao cắt bánh pizza để cắt bánh crepe trứng tráng thành những sợi mỏng cho đến khi chúng trông giống như mì Ý. Bạn hãy cố gắng cẩn thận để đảm bảo rằng các sợi có cùng kích thước nha, vì điều đó sẽ giúp cho món ăn của bạn trông thực sự đặc biệt. Bạn thấy không? Nó trông giống như mì ống tươi vậy đó. Cắp mì ống của bạn ra đĩa và phủ lên trên một ít phô mai chưa đa bào. Cà chua bi thái lát và rắc hành lá. Trông giống như một tô mì ống vậy. Đối với công thức thứ ba, trải màng bọc thực phẩm lên một chén nhỏ và phết một ít dầu ô liu lên trên. Bây giờ hãy đập một quả trứng vào bát. Và thật cẩn thận, gom màng lại để nó trông giống như một cái túi nhỏ. Hãy đảm bảo bạn không làm đổ chút trứng nào nha. Giữ trứng ở vị trí an toàn bằng cách buộc chặt trứng bằng loại dây nhà bếp. Và bây giờ, bạn hãy đặt túi này vào một tô nước sôi và đợi cho đến khi trứng trong túi chín, thường thì khoảng 4 đến 5 phút. Sau đó lấy túi ra khỏi nước và đặt trứng lên đĩa.
Quả trứng trông giống như những chiếc bánh bao nhỏ vậy. Rắc tiêu đen và hành lá lên trên là xong. Một ý tưởng tuyệt vời khác cho một món ăn nhìn giống như một món khác nhưng hóa ra lại không phải. Bạn nhìn lòng đỏ chảy ra kìa. Bây giờ đối với công thức cuối cùng, đập 3 quả trứng vào một tô và thêm một ít muối. Đánh bông cho hỗn hợp tan vào nhau thật mịn. Sau đó đổ hỗn hợp vào chảo đun trên lửa nhỏ và đợi trứng chín. Tiếp tục treo trứng xung quanh chảo để trứng phẳng và đều nhất có thể. Trong khi nấu, hãy cho một ít dăm bông, vài lát phô mai và hành lá cắt nhỏ vào. Rồi bắt đầu cuộn trứng tráng lại một cách cẩn thận. Dùng phới dẹt để tách nhẹ phần viền lên trước, rồi cuộn trứng về một bên chảo. Việc này có thể cần một chút kiên nhẫn, nhưng hãy tin tôi, rất đáng để chờ đợi đó. Lấy trứng ra khỏi chảo và đặt lên thớt, rồi tỉa bỏ các cạnh tròn. Và bây giờ, cắt gọn phần trứng chén còn lại thành từng miếng. Và xin chào, đây là món trứng cuộn tươi ngon của bạn. Ngon tuyệt phải không nào? Chúc bạn ngon miệng với món trứng và cảm ơn vì đã xem công ty nấu ăn. Bánh kẹp quesadillas là một món ăn siêu dễ, có phô mai, rất ngon và có thể tự làm tại nhà bằng một số nguyên liệu cơ bản và đơn giản như thịt, rau, phô mát và gia vị. Công ty nấu ăn sẽ hướng dẫn bạn từng bước để tạo ra những chiếc bánh quesadillas dễ dàng này.